Sài Gòn sụt đổ và những sai lầm chí mạng, tác giả Erlen Dawson, những tuyến phòng thủ cuối cùng. Trận đánh chiếm Sài Gòn đã bắt đầu từ cái ngày sau thảm họa Nha Trang, mặc dù lúc ấy ít ai nhận ra điều đó. Đúng bốn tuần sau, nó kết thúc thảm họa sau di tản sứ quán Mỹ vài giờ. Với những ai ở Việt Nam bốn tuần ấy, các sự kiện như nhòe đi, những giờ phút thật dài, trí nhớ không hoàn toàn đáng tin cậy nữa. Muốn viết phải sắp xếp lại dữ kiện, không thể dựa vào trí nhớ riêng của mình. Phải dựa vào cả những ghi chú, điện văn có liên quan. Sự kiện dồn dập như phim quay nhanh. Với người Nam Việt Nam, nó còn là thảm kịch, sợ hãi, tuyệt vọng. Tháng Tư ở Sài Gòn là toàn bộ cuộc chiến tranh 30 năm thu nhỏ lại. Trẻ con Việt Nam được thế giới nhìn như đám cô nhi lăn lóc, trở thành chất xúc tác cho cái bệnh di tản sau khi Nha Trang sụp đổ. Những người quản lý các viện mồ côi ở Sài Gòn để lộ ý muốn của họ cho đám trẻ con đi. Điều này tức khắc trở thành thời cơ tuyên truyền không chỉ riêng cho những người thực tâm giúp đỡ trẻ em. Những kẻ mỉa mai, ích kỷ đã tìm thấy thời điểm ngon lành. Trong bọn này phải liệt ma ẩn vào đấy. Và một lúc không được kín đáo, ma ẩn đã nói với một người trong đám thân tín rằng vấn đề di tản trẻ con là đòn tuyên truyền tuyệt diệu. Viên đại sứ cảm thấy việc làm dùng beng tối đa chương trình di tản trẻ em giúp vào việc lái dư luận quốc hội Mỹ nghiêng về phía Sài Gòn. Mọi âm mưu đã thành công. Chiều ngày 3 tháng 4, một chiếc DC-8 đã chở 85 trẻ mồ côi và một số nhà báo chọn lọc từ Nam Việt Nam đi Mỹ. Chiếc C-5A đã hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất sáng sớm ngày 4 tháng 4. Nó quá lớn đến nỗi có vẻ chậm chạp trong khi bay. Công nhân bốc xuống hàng chục tấn thiết bị quân sự cho cái quân đội khốn khổ. Người ta sắp đặt cho nó cất cánh trưa hôm ấy với chuyến hàng chính thức là trẻ mồ côi và những người Mỹ, danh nghĩa là đi theo chăm sóc trẻ. Các nhà báo được ân cần mời ra Tân Sơn Nhất để chụp hình và phỏng vấn đám trẻ lên phi cơ chiếc C-5A thuộc loại máy bay khổng lồ trên trời. Một số ít may mắn kiếm được ghế ngồi còn tuyệt đại đa số khoảng gần 400 trẻ em phải chui xuống dưới các dây chẳng hàng. Cuối cùng cái cửa sổ khổng lồ cũng được đóng lại. Nó được đài không lưu báo là chống chỗ để di chuyển ra đầu đường băng. Phanh nhà ra, bốn động cơ phản lực khổng lồ dít lên. Chiếc máy bay lấy đà rồi cất cánh. 4 giờ 45 phút chiều hôm đó, máy bay ra đến biển Đông ở độ cao 4 dặm nó tiếp tục nâng độ cao lên 8 dặm mới ổn định đường bay. Lúc bấy giờ, trong máy bay hành khách còn bị chẳng dây an toàn. Phần đông người lớn nắm tay nhau thành trò vui. Một số người cất tiếng hát. Bỗng nhiên, cánh cửa máy bay văng mất. Sức hút của gió cuốn đi những vật gì không được cột chặt trong máy bay, kể cả mấy đứa trẻ sơ sinh. Chiếc máy bay cố tìm cách quay lại tân sơn nhất. 20 phút sau, phi công không sao giữ được máy bay ổn định nên quyết định hạ cánh khẩn cấp chiếc phản lực khổng lồ chạm xuống một cái gò trên ruộng lúa, lướt qua con rạch rồi sựng lại trong đám ruộng kề đó, cách tân sơn nhất không đầy hai dặm. Lửa bùng cháy và khói làm cho số lớn người trên máy bay bị thiệt mạng. Ma ẩn nhận cú điện thoại báo tin tai nạn máy bay rơi. Chiếc C-5A đã rơi. Một viên chức Hoa Kỳ nói với Ma bằng điện thoại siêu tần số của tòa đại sứ. Vâng, Ma trả lời. Có người sống sót. Viên chức ấy nói tiếp. Vâng, cảm ơn anh. Ma ẩn đáp rồi cúp điện thoại. 19 giờ sau, một máy bay phản lực B-747 chở 400 trẻ em khác ra khỏi Việt Nam. Cuộc di tản những người Mỹ vẫn không được sứ quán Hoa Kỳ giúp đỡ. Ma ẩn sẵn sàng giúp trẻ con bởi vì đám cô nhi ấy giúp ông ta. Còn với đồng bào của viên đại sứ, Ma ẩn vẫn giữ vững lập trường là pháp luật phải được tôn trọng. Quân đội Sài Gòn đã bỏ thêm Đà Lạt vào ngày 3 tháng 4. Ở Sài Gòn người ta tự hỏi khi nào phòng tuyến được giữ vững. Khi Đà Lạt được trao cho cộng sản thì Khiêm đọc diễn văn cuối cùng trên đài phát thanh quân đội Sài Gòn. Thực tế Khiêm vẫn là quân nhân nhưng đã lột sao để nắm vai trò dân sự là thủ tướng. Với giọng đều đều, Khiêm đã đọc bài diễn văn chiến đấu trong giờ ngủ trưa, không chắc có đến 10% người nghe, van nài đồng bào đừng rút lui, công bố ý định từ chức để phản đối Thiệu. Ngày 4 tháng 4 ấy là ngày bận rộn đối với Thiệu, chấp nhận cho Khiêm từ chức, mở cuộc bắt bớ thứ hai các đối thủ chính trị gặp Guyan trước khi viên tướng này về báo cáo với Ford. Guyan cho Thiệu biết rằng viện trợ cho Nam Việt Nam sẽ gặp khó khăn nếu rút lui nữa. Mỹ đã quyết định lập phòng tuyến Phan Giang, Tây Ninh. Nhưng Nha Trang sụp đổ làm được xúc động vì ở đó ông ta đã nói với các nhà báo rằng Sài Gòn sẽ chiến đấu. Guyan đã nói thẳng với tay Tổng thống Nam Việt Nam rằng những cuộc rút lui quy mô lớn làm mất phiếu quốc hội ủng hộ Sài Gòn. Lực lượng của Thiệu ít nhất cũng phải một lần chiến đấu, thắng được một trận càng tốt. Thiệu hứa một trận đánh như vậy sẽ diễn ra. Sau đó, Thiệu triệu tập các cố vấn quân sự và quyết định Phan Giang là địa điểm. Thiệu moi móc trong chốc lát rồi quyết định Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi sẽ cầm đầu cuộc chống giữ ấy. Viên tướng ba sao này chẳng có thành tích chiến trường nào đáng nói. Nghi đã làm tư lệnh quân khu 4 nhưng tham nhũng công khai, đến nỗi người Mỹ cũng thấy ngượng và đã buộc Thiệu phải cách chức Nghi năm 1974. Nghi không có tài nhưng có lòng trung thành đặc biệt với Thiệu, Điều có thể sử dụng vào năm 1975 này Lần này, Thiệu giao cho nghi quyền chỉ huy Phan Giang và Phan Thiết Cách Sài Gòn 165 dặm về phía Đông Bắc Về nguyên tắc, nghi phải báo cáo về sở chỉ huy quân đoàn 3 ở Biên Hòa Tối ngày 4 tháng 4, Thiệu lên đài truyền hình, khiến người ta phải nhức mắt Thiệu chửi Mỹ đã cắt viện trợ và kết luận làm sao người ta có thể tin ở Mỹ được Thiệu chửi báo chí, dọa trừng trị các hãng thông tấn ngoại quốc bóp méo sự thật thiệu sôi nổi hỏi tội các cấp chỉ huy không chịu cố thủ với kế hoạch bỏ rơi tây nguyên thiệu coi đó là chiến dịch quân sự xuất sắc bị quân đội thực hiện tồi huế mất vì phải trọi với lực lượng cộng sản ưu thế hơn đà nẵng sụp đổ vì không có thì giờ dựng lên một vành đai phòng thủ trong tình hình hoảng loạn thiệu xác định mình vẫn sẽ là tổng thống và quân đội sẽ chiến đấu từ phan giang kết thúc bài diễn văn gay gắt thiệu ra lệnh tống giam ba tướng phạm văn phú vì đã cãi vã với thiệu về chuyện bỏ tây nguyên Phạm Quốc Thuần vì không phòng thủ Nha Trang, dư quốc đống để mất Phước Long. Còn viên tướng thứ tư mà Thiệu muốn bỏ tù thì lại đang nằm giường bệnh vì bị dày vò và xấu hổ. Đó là Ngô Quang Trường. Trường Trang giữ nổi thành phố nào ở khu vực phía Bắc, nằm bệnh viện và đang tuyệt thực. Nhưng Trường không điên. Đến ngày tận số của Nam Việt Nam thì Trường là người đầu tiên leo lên trực thăng Hoa Kỳ. Binh nhì Đức của Thủy quân lục chiến ngồi xe xuôi theo quốc lộ 1, rời cam danh ngày 1 tháng 1 anh ta dừng chân ở quận Lị Du Long cùng bạn bè mua thức ăn bằng súng, thuê gái đĩ bằng dao găm nhền nhơ vài ngày. Đến ngày 6 tháng 4, khi bốn lính thủy quân lục chiến, trong đó có Đức Cười sằng sặc bẻ khóa vô một xe jeep và đi thẳng tiếp về Sài Gòn thì đã tươi tỉnh lại. Ra khỏi thị trấn 15 dặm, cả bọn đụng đầu với quân cảnh và bị sung vào quân đội một lần nữa. Đám quân cảnh ấy đang làm việc cho Vĩnh Nghi bất cứ ai có vẻ có khả năng chiến đấu đều bị xung vào hoặc ép trở lại quân đội Sài Gòn để phòng thủ Phan Giang. Một trong các lý do chọn Phan Giang làm phòng tuyến vì đó là quê thiệu. Nhiều người cho đấy là lý do độc nhất. Tay Tổng thống này sinh ra ở bên ngoài Phan Giang, gần Ninh Chữ và sát bờ biển. Mẹ thiệu sống ở đó đến đầu thập kỷ 70. Tổng thống hay về thăm quê, thường xuyên hơn mọi vùng khác của đất nước. Thiệu theo đạo Thiên Chúa là do chiều ý vợ. Lúc nhỏ, thiệu theo đạo Phật nên vẫn về ninh chữ đều đặn để thăm mồ mà tổ tiền. Nghi chẳng phải là con người khờ dại về chính trị nên đã vạch kế hoạch phòng thủ Phan Giang bao gồm cả ninh chữ, cách Phan Giang năm dặm về phía Bắc, hơi chết về hướng Đông. Ninh chữ không phải là nơi hoàn toàn có thể phòng thủ được. Vài chuyên gia cũng thắc mắc nhưng nghi giải thích rằng nó có thể kiểm soát được đường rút lui hoặc mất ninh chữ thì tỉnh lệ sẽ nằm trực tiếp dưới hòa lực Cộng sản. Đức và ba người bản thủy quân lục chiến đến Ninh Chữ. Có mặt ở đây gồm quân biệt động, lính bộ binh, nghĩa quân và cả mấy lính không quân. Một số trong đám lính này thậm chí chẳng hề biết viên đạn nằm ở đầu nào của cây súng. Nét chung nhất của lực lượng phòng thủ Ninh Chữ là hầu hết số lính bỏ chạy khỏi chiến trường nơi khác trong ba tuần lễ qua. Ninh Chữ trở thành một làng chết được bảo vệ bởi đám lính thích bỏ chạy. Ít ai tin rằng họ sẽ thôi không chạy nữa. Trung tá Bảo xuất hiện vào chiều ngày 7 tháng 4 để lãnh trách nhiệm phòng thủ Ninh Chữ. Ông ta báo cáo trực tiếp về tướng Nghi. Theo lời ông ta nói với lính rằng ông ta có ý định giữ vững Ninh Chữ cho viên tướng cũng như cho Tổng thống. Bảo là con người nổi bật. Cầm đầu đám lính có một không hai với bộ đồ trận mới toanh và giày bóng loáng. Ông ra không cho biết mình từ đâu đến. Tuy nhiên Đức và đám bạn thân đoán được rằng ông ta từ bộ chỉ huy Sài Gòn ra và được Nghi đích thân lựa chọn. Khó xác định được đúng ngày trận đánh Phan Giang khởi sự thành phố bị pháo kích và dân chúng bỏ đi từ trước khi nghi nắm quyền chỉ huy phòng thủ. Cuộc tấn công lớn bằng bộ binh xảy ra lần đầu tiên ngày 7 tháng 4, nhưng những biến cố khác làm mở cuộc phòng thủ phan giang. Đó là cuộc ném bom dinh Tổng thống Thiệu ngày 8 tháng 4, một điểm ngoặt dẫn đến cuộc di tản người Mỹ. Cái hố tử thủ Trận đánh Sài Gòn đã bắt đầu, nhưng dân chúng chỉ phát hiện được vào ngày 9 tháng 4, một ngày sau cuộc ném bom dinh Thiệu. Ngày 7 tháng 4, trận đánh Phan Giang bắt đầu nóng bỏng. Đức không nhìn thấy nhưng nghe được tiếng pháo kích nặng nề trong tình lị và căn cứ không quân cạnh đó. Ở Sài Gòn, thiệu ra lệnh tống giam tư lệnh không quân Tân Sơn Nhất. Tướng hai sao Nguyễn Văn Hiếu, phó tư lệnh quân khu 3 tự tử sau khi cãi nhau với tướng ba sao Nguyễn Văn Toàn về chuyện phòng thủ thủ đô. Trận đánh lớn nhất là ở tỉnh Long Khánh, cách Sài Gòn 38 dặm về hướng Đông Bắc. Toàn bộ một sư đoàn cộng sản tràn đến Xuân Lộc. Một cái hố tử thủ đã được đào vào thời điểm ấy phòng thủ Xuân Lộc là lính sư đoàn 18, sư đoàn tệ nhất trong quân đội Sài Gòn. Khi mới được thành lập, nó mang danh sư đoàn 10 và đi đến chỗ màng biệt hiệu Number 10, Number 10, một tiếng Anh mà người Việt Nam nói bóng để chỉ đồ tồi tệ nhất. Do sự nhục mạ của dân chúng ngày càng nhiều đối với sư đoàn Number 10, nó được đổi thành sư đoàn 18. Giữa thập kỷ 60, nó là sư đoàn quá tệ, tới mức không gây đe dọa gì cho đám tứ lĩnh vốn sợ đảo chính nên nó được đóng trong vùng Sài Gòn. 2.000 quả đạn pháo mở đầu cho trận đánh Xuân Lộc. Trận đánh kéo dài một ngày rưỡi. Xuân Lộc chưa chịu gục, nhưng các tư lệnh Bắc Việt Nam còn những lá bài khác trong tay. Hoa Kỳ đang viện trợ khẩn cấp cho Nam Việt Nam. Viện trợ ấy được trả bằng tiền trong các khoản lưu trữ từ hai năm trước chưa dùng đến. Quốc hội Mỹ chưa chịu chi thêm viện trợ, nhưng tiền trong két sắt lúc ấy vẫn còn quá đủ để giữ cho việc tuồn trang bị và đạn dược đến tay quân đội Sài Gòn trong nhiều tháng liên tục. Khi trận Xuân Lộc bùng nổ. Một chiếc C-5A hạ cánh xuống tân sân nhất lúc sương mù vừa tan, mang đến 27 tấn mũ sắt và áo giáp chống đạn. Máy bay đỗ, Đài Sài Gòn báo cho công chúng Việt Nam biết là ở phía bên kia địa cầu. Tổng thống Ford kêu gọi trong đêm rằng, Quốc hội Mỹ nên cho Sài Gòn 722 triệu đô la viện trợ quân sự và 250 triệu đô la viện trợ kinh tế. Thật ra, quân đội Sài Gòn chẳng cần tiền mà cần thay lãnh đạo một quyết định ngờ ngạch do tay Tổng thống đưa ra ngày 11 tháng 4 là tung một lữ đoàn dù nữa vào Xuân Lộc để mong giành lấy chiến thắng. Dù tượng trưng, mà Sài Gòn đang hết sức cần thiết. Lữ đoàn được chở bằng xe đến Long Bình. Ở đấy, lính dù được chất lên các trực thăng khổng lồ loại sinúc. Mục tiêu cuối cùng là Xuân Lộc, nhưng hỏa lực mãnh liệt của Cộng sản trong thành phố khiến không thể nào chở quân bằng máy bay và tình lỵ được. Vì thế phải chọn một bãi đáp trong đồn điền cao su do Pháp quản lý, cách Xuân Lộc năm dặm về hướng đông đại đội đi đầu được thả xuống. Binh lính giàn trận, chẳng có lấy một phát súng nổ. Trực thăng bay đi bay lại giữa đùn điền và Long Bình mang thêm lính dù đến. Các sĩ quan ở Sài Gòn và ở chiến trường khen nhau dối rít về cuộc hành quân bất ngờ này. Trước lúc hoàng hôn, Sư đoàn Bắc Việt Nam bao quanh đồn điền cao su bắt đầu mở trận tấn công. Đám lính dù quả thật chẳng hề có cơ hội chiến đấu nào nữa. Liều thuốc an thần cho Xuân Lộc thế là tan nát. Bị hoàn toàn bất ngờ, bị áp đảo ở tỷ lệ 3 đánh 1, đám lính dù đã bại trận ngay lúc trận đánh bắt đầu. Đó là trận đánh úp lớn nhất trong cuộc chiến được thực hiện hoàn hảo của một sư đoàn Bắc Việt Nam. Con số tử thương không lớn nhưng số lính dù tan tác tứ phương. Lữ đoàn bị xóa tên, không còn là lực lượng tác chiến nữa. Điều quan trọng sau trận đánh úp là một sư đoàn Bắc Việt Nam nữa bước vào tham chiến ở Xuân Lộc. 2.000 quả đạn pháo nữa ná vào tỉnh lỵ. Như vậy không đáng sợ bằng đêm đó. Cộng sản dùng đặc công chui vào phá một kho đạn nhằm trang bị lại cho 15 tiểu đoàn lính Sài Gòn. Đêm sau, một quả đạn pháo trúng số độc đắc lại rơi trúng trung tâm kho đạn khổng lồ ở Biên Hòa. Kho này cần cho trận đánh Xuân Lộc gồm bom, đạn pháo và đạn súng bộ binh. Thêm đòn nghiêm trọng đánh vào Sài Gòn. Chiếc hố tử thủ đã đào nhưng chẳng có gì để lấp ở đó. Binh nhì Đức trở lại với cuộc chiến được 4 ngày sau trận đánh Phan Giang mở màn ngày 9 tháng 4. Anh ta chẳng thích thú gì, nhưng ở Ninh Chữ ngày 13 tháng 4, một lần nữa anh ta cảm thấy cuộc sống của mình có mục đích. Hỏa lực của Bắc Việt Nam ở đây rất nặng. Đức có thể nghe được và thấy được rằng nó còn nặng hơn ở Phan Giang nhiều. Có thể nghe thấy giao tranh dữ dội nhất là ở căn cứ không quân, nơi nghi đóng sở chỉ huy. Những đợt tấn công bằng bộ binh và ninh chữ chỉ là thăm dò. Chẳng có gì đáng để cố thủ ở trong làng. Nhưng Đức và đồng ngũ cũng ở trong tình trạng báo động hoàn toàn suốt sáu đêm liền tiếng súng tuy nhiều nhưng thương vong ít. Trung tá bảo, tay sĩ quan Sài Gòn khi mới đến có dáng dấp oai vệ giờ đây trông cũng như bọn họ, cũng mệt mỏi, dơ bẩn và nhầu nát. Cộng sản càng ngày càng đổ thêm quân xuống quốc lộ 1, ngồi trên xe tăng, xe nhà binh, xe đò và bất cứ xe gì mà họ gom được trên đường, đoàn quân áo xanh Bắc Việt Nam để về phía Nam, bỏ hầu hết những vùng mới chiếm được cho bộ đội địa phương. Họ tiến xuống phía Nam thật nhanh theo các con đường quyết liệt cũng như đường mòn, đường biển. Chỉ trừ những cuộc hành quân trực thăng vận khi Mỹ có mặt, còn chẳng có quân đội nào trong lịch sử Việt Nam lại di chuyển nhanh chóng như lực lượng Bắc Việt Nam lúc bấy giờ. Vĩnh Nghi ở lại sở chỉ huy Phan Giang cảm thấy tình hình tuyệt vọng. Thậm chí Nghi không biết đích xác mình có bao nhiêu quân, chỉ ước lượng có độ một sư đoàn, 7 đến 8 nghìn lính. Đó là tài xế, thư ký, dân vệ mới xung vào quân đội để giữ mạng sống cho mình. Không có chuyện trốn thoát bằng đường bộ, nhưng lực lượng của Nghi cứ teo dần đồng thời với dân chúng ở Phan Giang. Thông tin liên lạc giữa Nghi và các vị trí bao quanh có vẻ khó. Trong phiên trực gác, Đức đi cặp với một trong số ít dân vệ. Khi trò chuyện, người ấy đề cập cho Đức biết chuyện mồ mà gia đình thiệu chỉ cách nơi họ núp trong hố đạn có khoảng 300 mét thôi. Đức nhận xét với vẻ châm biếm là giờ đây anh ta đã hiểu tại sao họ lại bảo vệ ninh chữ. Vòng đai Xuân Lộc được nới rộng nhưng chỉ là lý thuyết sớm mai một. Bởi vì tại Biên Hòa, cách Sài Gòn có 14 dặm, Cộng sản đang tiến lên. Đêm 14 tháng 4, các pháo thủ đã nhầm trúng kho đạn. Khi phi công trình diện lãnh công vụ vào sáng ngày 15 tháng 4 thì một trong hai đường lăn không còn sử dụng được vì đạn pháo đào những lỗ trên đường băng bê tông. Những cuộc yểm hộ cho Xuân Lộc và Phan Giang đều phải ngừng lại. Pháo 130 ly vẫn bắn. Việc phi cơ không cất cánh được thành vấn đề nghiêm trọng. Một nửa số máy bay của không quân Sài Gòn nằm ở tại căn cứ này. Tại Xuân Lộc, Lê Minh Đảo biết là ba sư đoàn Bắc Việt Nam, thực tế là bốn, đe dọa sư đoàn mình. Đảo ra lệnh cho trung đoàn thứ ba và cũng là trung đoàn sau cùng nhảy vào trận đánh. Bắc Việt Nam tìm cách đẩy lùi trung đoàn này và cố chặn cả lực lượng cứu viện từ trạng bom tới. Họ tiếp tục vây hãm Xuân Lộc. Các lực lượng khác được lệnh vòng qua tỉnh lỵ và cứ tiếp tục tiến về Sài Gòn. Lực lượng Cộng sản tiếp tục thế cóc nhảy, cắt đứt quốc lộ 1 ở phía sau trung đoàn 3 của đảo. Họ đã ở phía tây Trảng bom cách Sài Gòn 21 dặm lực lượng địa phương của Cộng sản trong vùng Sài Gòn nhận lệnh cấp thời. Vấn đề chỉ còn là thủ đô Nam Việt Nam sụp đổ thế nào và vào lúc nào mà thôi. Ngày 15 tháng 4, Phan Giang thất thủ. Lực lượng Bắc Việt Nam bao trùm mọi phía của thành phố. Pháo binh phá nó tan hoang, bộ binh yên trí chờ đợi. Khi bộ binh và xe tăng tiến lên, sức chống cự họ chẳng còn mấy nữa. Thành phố thất thủ và cờ Việt Cộng được kéo lên. Tại sở chỉ huy của Vĩnh Nghi ngày 15 tháng 4, tình hình chưa quá tệ. Nghi nghe tin thị xã thất thủ với thái độ bình hàn. Lúc ấy Nghi liên lạc với Toàn, tư lệnh quân khu 3. Qua điện đài, Toàn bảo Nghi rằng Phan Giang phải chiến đấu càng lâu càng tốt để làm chậm bước tiến khổng lồ của Cộng sản xuống quốc lộ 1. Tin Phan Giang thất thủ làm Toàn xứng sở. Nhưng báo cáo của Nghi về việc còn giữ được căn cứ không quân làm Toàn hứng khởi. Toàn nói với Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên để phái thêm lính sang sắp xếp lại ở Hàm Tân đặt lính Sài Gòn ngăn cách hai lực lượng Cộng sản đang tiến công Phan Giang với lực lượng bị chặn lại ở Xuân Lộc. Đây là kế hoạch tuyệt vời nhưng thời điểm thực hiện đã tuyệt vọng rồi. Chiều tối ngày 15 tháng 4, kế hoạch và sự lạc quan này bay ra cửa sổ cùng tiếng nổ giòn của Đại Bắc 130 ly đang dội tập trung vào căn cứ không quân Phan Giang. Từng cứ điểm vành đai bị phá tan tành, binh lính bị giết hoặc chạy hết. Trinh sát viên hướng dẫn pháo bắn ngày càng gần sở chỉ huy, nơi nghi đang nằm im dưới đất đến đêm xe tăng và bộ binh bắc việt nam bắt đầu tiến vào căn cứ trong bóng đêm đốm sáng lập lòe bay tứ phía làn đạn xanh từ súng cộng sản nhiều hơn làn đạn đỏ của vũ khí sài gòn do mỹ chế tạo trận chiến dữ dội khoảng gần sáng Vĩ nghi báo cho các vị trí nằm ngoài sở chỉ huy biên hòa biết sở chỉ huy của mình sẽ mất vào bất cứ lúc nào ở ninh chữ binh nhì đức xúc động về việc mất tình lỵ hơn tướng nghi tuy anh ta và 400 binh sĩ khác chưa chịu đựng hòa lực bắn bao nhiêu, Ninh Chữ trở thành hòn đảo đơn độc. Bây giờ họ lại nghe qua điện đài lời báo của Nghi nói với đám binh sĩ ở Ninh Chữ và quanh Phan Giang hãy thoát đi bằng cách tốt nhất có thể được. Bộ đội Bắc Việt Nam bỏ qua làng ấy. Tàu thuyền sẵn và biển quá gần đến nỗi Đức có thể ngửi mùi nước mặn. Nhưng với Đức, ba lính thủy quân lục chiến và một lính biệt động thì lệnh rút lui ấy là một trong quá nhiều lệnh kiểu này. Đã rút hơn nửa chiều dài của Nam Việt Nam rồi không có chỗ để đứng lại hay sao? Tại Ninh Chữ có một máy ủi đất và một trong ba lính thủy quân lục chiến biết cách bẻ khóa công tắc. Nó ụ lên thành một vật sống. Một người lính ngồi ghế lái, còn Đức và những người khác ngồi trên nóc, ở phía sau. Trung tá bảo, viên sĩ quan Sài Gòn ra chịu trách nhiệm phòng thủ Ninh Chữ ra lệnh cho đám binh sĩ rời khỏi máy ủi. Đức và hai người lính bèn chĩa thẳng những khẩu M-16 vào viên sĩ quan để biểu lộ ra mặt sự chống lệnh. Bảo rút lui vào chỗ để máy truyền tin của ông ta chiếc máy ủi chạy thẳng hướng đến khu mổ của gia đình Thiệu. Trong vòng 5 phút, các bia đá bị lưỡi gạt nghiến nát và mặt đất bị sới tung lên. Chẳng còn cách nào để nhận ra những ai đã được chôn ở đấy. Năm binh sĩ bước khỏi máy ủi đất với sự mệt mỏi chán trường và đi ra biển. Bảo cũng báo cáo hành động của họ cho nghi biết vào vặn tất điện đài rồi cũng đi bộ ra biển. Ba ngày sau, họ đến được vũng tàu bằng chiếc thuyền đánh cá. Còn Vĩnh Nghi xa vào tay quân Bắc Việt Nam khi họ đánh căn cứ không quân kẻ cầm đầu chế độ. Hai ngày sau khi Phan Giang sụp đổ, tỉnh Lý anh em với nó là Phan Thiết cũng bị Bắc Việt Nam chiếm nốt. Thế là Cộng sản kiểm soát 20 tỉnh, trọn vẹn hai quân khu, 2 phần 3 năm Việt Nam rồi. Ở Sài Gòn, các thế lực đều đòi thủ cấp chính trị của Thiệu, kẻ cầm đầu chế độ. Phe tự nhận là trung lập của Sài Gòn, không thích Cộng sản và không thích chống Cộng cũng muốn Thiệu ra đi. Phe cực hữu cũng muốn Thiệu ra đi, và éo le thay chính họ lại công khai tấn công vào sự tham nhũng của tổng thống. Từ tháng 9 năm 1974, nhóm này đã phổ biến bản cáo trạng số 1. Các nhật báo Sài Gòn đăng cáo trạng này đều bị tịch thu nhưng vẫn còn rất nhiều bản được truyền tay trong dân chúng khắp đất nước. Những lời tố cáo đó mang tính chất nghiêm trọng và có giá trị tài liệu. Thiệu, với lợi tức chỉ vài trăm đô la hàng tháng mà có hai căn nhà ở Sài Gòn, trị giá hơn 150.000 đô la, một nhà thủy tạ ở sát phía Bắc Sài Gòn, một villa tráng lệ ở thụy sĩ nhiều đất đai ở vô số tỉnh vợ thiệu xây cái gọi là bệnh viện cho người nghèo đã dùng hàng lậu thuế để trang trải việc xây dựng bòn rút ngoại viện vào túi và kết cục thì dân nghèo không thể vào bệnh viện này anh vợ thiệu thì đầu cơ nâng giá phân bón hóa học do mỹ cung cấp bán cho nông dân với giá cắt cổ cố vấn cho thiệu là đặng văn quang và trần thiện khiêm tổ chức buôn thuốc viện lậu một người cô của thiệu tích chữ đầu cơ và nâng giá gạo thâu tóm nhiều phương tiện vận tải để làm giàu. Thiệu còn nhận quà bằng đất đai, dùng công binh xây trang trại riêng. Những lời tố cáo như bom nổ. Tuy bản cáo trạng thứ hai không gây náo động như bản cáo trạng thứ nhất, nhưng lại được dư luận rộng rãi tin. Thế là những người cánh hữu cương quyết đòi uống máu Thiệu về mặt chính trị. Còn ở mức độ rộng lớn, quân đội Sài Gòn muốn Thiệu ra đi vào tuần thứ nhì của tháng 4 1975. Đây là lá phiếu quan trọng nhất chống lại Tổng thống. Sau 10 năm ở chức vụ cao nhất tại Nam Việt Nam, trong đó 8 năm làm tổng thống, năm 1975 Thiệu là người giàu nhất Nam Việt Nam nhờ tham nhũng. Trong chức vụ, Thiệu không hề được phép nhận hơn số lương 600 đô la mỗi tháng và có lẽ từ 300 đến 400 đô la phụ cấp. Thế nhưng dù xét bất cứ tiêu chuẩn nào thì Thiệu đã và vẫn còn giàu sụ. Làm thế nào giàu được? Đó là chuyện phức tạp và quanh co. Những gì sắp kể ra đây chắc chắn là không đủ cái biết được là với hai trường hợp ngoại lệ một villa ở Thụy Sĩ và một ngân hàng Sài Gòn bị phá sản còn tên thì cả Thiệu lẫn tên vợ Thiệu đều không tìm thấy trong bất cứ hồ sơ nào. Thế mà họ đã trở nên giàu có. Theo các cuộc phỏng vấn và các nguồn điều tra khác thì gia đình Thiệu đã ăn cắp hàng trăm triệu đô la. Đó là tiền thuế của dân Mỹ và dân chúng đất nước họ. Công cuộc làm tiền của Thiệu là dựa trên chiến tranh và môi trường cuộc chiến do viện trợ Mỹ nuôi dưỡng. Có lẽ Thiệu thành thật tin rằng không bao giờ thương lượng được với Cộng sản thiểu tin như vậy nên cuộc chiến tiếp tục bởi vì cuộc chiến tiếp diễn nên thiệu và gia đình thiệu giàu thêm ở hạ tầng sự tham nhũng đơn giản nhưng ở thượng tầng nó là một mạng lưới phức tạp cũng như đảng mafia nó lấy việc bảo vệ tay thủ lĩnh làm mục đích chính ở hạ tầng nó là sự mua bán thế lực vụn vặt bảo vệ và tống tiền một tiệm thuốc đường katinat bán công khai thuốc cần sa nha phiến cho lính mỹ vì chủ tiệm được cảnh sát bảo vệ các chỉ huy Mỹ đưa lính đến đó thì thuốc ma túy được chuyển qua tay gái bán bà. Những tay buôn gỗ ở Tây Nguyên hoạt động được vì các cấp chỉ huy quân đội được trả một số phần trăm lợi nhuận. Tiền lời ngừng trả thì đoàn xe chở gỗ bị phục kích bởi du kích Việt Cộng. Khi tham nhũng trở nên quan trọng và số tiền dính líu nhiều hơn thì hệ thống trở thành một mạng lưới hình tháp. Ngồi trên đỉnh tháp tham nhũng tại Nam Việt Nam là thiểu. Tháp chỉ là công cụ tổ chức, không nhất thiết là con đường truyền tiền bằng cách cho phép những người xung quanh cái tháp ấy tự kiếm ăn, thiệu tạo được ân nghĩa và những món nợ quyền lực. Từ năm 1965 đến năm 1975, y đã tạo hàng nghìn hoặc hàng vạn ân nghĩa. Khi cần đền đáp thì lớn bé trong cái tháp ấy đều răm rắp tuân theo. Phải hiểu rằng ở Nam Việt Nam, dù hiến pháp có được tuân theo triệt để thì Tổng thống vẫn có quyền lực bao la. Thiệu có quyền nhiều hơn cả hiến pháp cho phép. Là Chủ tịch Hội đồng Tướng lĩnh, một cơ quan nằm ngoài hiến pháp Thiệu nắm chọn quyền hành trong hội đồng này là Tổng tư lệnh quân đội, đứng đầu tổ chức hành chính công vụ. Một tay Thiệu nắm hơn 3 triệu chỗ làm, một nửa chỗ công ăn việc làm của chế độ. Thiệu giữ toàn quyền bổ nhiệm thăng thường, dám và cách chức 3 triệu người giữ các chỗ làm ấy không ủy nhiệm cho ai. Tiền bạc tuôn lọt từ cao xuống thấp và ngược lại. Mỗi cấp rút bớt phần ra để chia sẻ cho họ. Đó là hoạt động của đường dây tham nhũng, nhưng hình như Thiệu không thèm làm tiền hậu tạ của chủ tiệm bà, kiều dân nhập cư bất hợp pháp, không đến tay thiệu. Thiệu thu lượm ơn nghĩa và ơn nghĩa giúp tay tổng thống này làm giàu theo các kế hoạch riêng. Phương pháp thu lượm ơn nghĩa được g. Lansdale mô tả như sau. Guồng máy dân sự và quân sự hoạt động theo một chế độ chủ nhân ông xoay quanh mỗi tư lệnh quân đoàn. Mỗi người đã bổ nhiệm và cách chức mọi tỉnh trưởng, quận trưởng. Năm 1975, Thiệu bổ nhiệm và cách chức thường xuyên bốn tư lệnh quân đoàn, nắm phần lớn việc bổ nhiệm tư lệnh sư đoàn, nhưng vậy là còn nắm quyền kiểm soát nhiều hơn cái chế độ mà Lansdale đã nói trong năm 1958. Một thí dụ đặc biệt cho thấy cách thức hoạt động của Thiệu. Năm 1973, y thăng cấp lên tướng 3 sao trong Nguyễn Vĩnh Nghi và bổ nhiệm nghi làm tư lệnh quân đoàn 4, tức là Nam Bộ. Nghi được tự do xoay sở để làm giàu. Vào giữa năm 1974, các nguồn tin Sứ quán Hoa Kỳ nói rằng 8.000 điện đài và 25.000 khẩu súng M-16 và vũ khí nhỏ khác biến mất khỏi kho quân khu 4 trong thời gian nghi làm tư lệnh. Bản cáo trạng số 1 buộc thiệu có hành động tượng trưng để dẹp tham nhũng, Tổng thống phải cách chức nghi. Hai tướng lĩnh khác thuộc quân khu 3 đã bị nhốt năm 1974. Khi những người đi điều tra của quân đội Sài Gòn lẫn quân sự Hoa Kỳ nói là tụi này đã cố tình bán gạo cho Việt Cộng, Hai người đó là Trần Quốc Lịch của sư đoàn 25 ở Tây Bắc Sài Gòn và Lê Văn Tư của sư đoàn 5 ở hướng Bắc Thủ đô. Việc bán lương thực và trang bị quân sự cũng như giấy hoãn quân dịch trong hai sư đoàn đã làm hai đơn vị này về mặt tác chiến trở nên vô hiệu lực. Đến lúc chúng buộc phải ném vào trận đánh ở Sài Gòn tháng 4 năm 1975 thì sư đoàn 25 đã không thể nào hành quân như lực lượng chiến đấu. Những bổ nhiệm vào hàng tá chức vụ như thế là do Thiệu làm ra, với cách tính toán là tạo ơn nghĩa để dùng sau này một viên tướng được thiệu bổ nhiệm có thể tự do xây dựng mạng lưới tham nhũng riêng của mình kiếm tiền bằng cách ghi vào sổ lương sư đoàn những lính ma bán những chỗ làm việc an toàn tránh xa chiến trường cho binh sĩ nào muốn và đủ sức trả cái giá đưa ra bán trang bị dành cho đơn vị ra chợ trời thậm chí bán cả cho việt cộng họ cố tránh bán vũ khí sợ mỹ biết thì phải mở cuộc điều tra còn đồ dùng nhà ăn tập thể quân phục xe jeep Giày cao cổ thì mang lại nhiều tiền và các mặt hàng này tràn trề ở chợ trời chứng tỏ các sĩ quan cấp cao phải đúng tay vào. Xăng trở thành mặt hàng đắt khách ở chợ trời sau năm 1974 khi khối A Lập nâng giá. Một số tướng lãnh Sài Gòn rõ ràng đã điều khiển các đường dây bảo vệ đám con buôn chợ trời và buôn lậu. Họ làm tiền thế nào, Thiệu không cần để ý. Chỉ có quy định ngầm là phải tránh các đường dây do Tổng thống và gia đình điều khiển thiệu cốt tạo ân nghĩa và ta sẽ xem ân nghĩa được đền đáp như thế nào. Tướng lĩnh được thiệu bổ nhiệm có quyền bổ nhiệm cấp thuộc hạ của mình. Ở đây, tiền mặt được trao tay. Chỗ làm cao giá nhất là chỉ huy trưởng cảnh sát chợ lớn, khu người hòa. Chức vụ đó giá khoảng 15 triệu, tức là 130.000 đô la. Chỗ này dễ kiếm tiền đến nội chỉ sau 2 đến 3 tháng là đủ tiền trả giá. Các đại tá quân đội phải mua 80.000 đô la nếu muốn làm tỉnh trường châu Đốc, giáp biên giới Campuchia nguồn thu lại chính là qua các tay buôn lậu châu bò, tiền lời đếm theo đầu xúc vật đi qua biên giới. Đi dần lên trong các cấp chính quyền, hầu hết bộ trưởng đều xoay sở làm giàu bằng tham nhũng. Điển hình là Phạm Kim Ngọc, bộ trưởng kinh tế được Mỹ thích, đã xoay sở mở được một chương mục 8 triệu đô la ở Đài Loan bằng cách lấy tiền hoa hồng do việc bảo đảm những hợp đồng của các công ty làm ăn ở Việt Nam. Nhưng so chuyện thiệu và gia đình tay tổng thống này làm, thì các chuyện trên không đáng kể hai người làm tấm che gió án ngữ sự tham nhũng hàng triệu đô la cho thiệu là nguyễn thị mai anh vợ thiệu và lý long thân tên chồng người hoa của cô em gái nuôi của mai anh những số tiền lớn từ đó đi vào các chương mục ngân hàng của thiệu ở singapore thụy sĩ chia lời thầm lặng ở đài loan guam hawaii những dính líu của mai anh khó xác lập thành hồ sơ mụ ta là một tay mê say kim cương có tiếng trong các buổi chiêu đãi mụ ta bàn bạc về kim cương một cách thông thạo với các mệnh phụ trong đoàn ngoại giao và khách mời mai anh thường đeo một viên kim cương lớn khi đi ra ngoài và luân chuyển các nữ trang kim cương thành siêu tập lớn theo một số người thì mụ ta có một sưu tập về kim cương hạng nhất ở châu á cả về số lượng lẫn chất lượng nguồn thu nhập quan trọng của thiệu là buôn lậu cả trong lẫn ngoài việt nam kim loại vụn đồng sắt đặc biệt đồng là một món hàng xuất khẩu béo bở nhất đồng là phần còn lại của những viên đạn và đại bắc bắn đi sắt là tàn tích của xe tăng xe vận tải và máy bay bị hư hại trong chiến tranh kim loại vụn lúc đó là mặt hàng được giá trên mọi thị trường đặc biệt tại nhật vì giá thép tăng cao một triệu lính bắn biết bao nhiêu đạn dược họ dùng hỏng bao nhiêu xe tăng xe vận tải xe jeep máy bay điện đài máy chữ trong lúc rút đi nó bị bỏ lại ở chiến trường được thu gọn về các kho sắt vụn và bắt đầu cuộc đời mới là vật làm ra tiền cho thiệu bản thân việc buôn lậu thì đơn giản cần ít người nhúng tay kẻ nào nhúng tay đều mang ơn nghĩa của thiệu chính vào giai đoạn này của cuộc làm ăn tay tổng thống này mới gọi đến những tướng tá vốn mắc nợ thiệu về chức vụ mang ân nghĩa đến trả ơn thật đơn giản các anh hãy quay mặt đi đúng lúc và ra lệnh cho thuộc hạ cũng làm như thế kim loại phế thải chờ bằng xe nhà binh phủ bạt che kín để tránh các cặp mắt tò mò điểm chờ hàng đến thường là cảng sài gòn tổng thống cũng dễ dàng đòi các viên chức ở đây quay mặt đi chỗ khác tàu chở thuê đăng ký quốc tịch panama thủy thủ người nam triều tiên ra đến biển khơi thì các tay tài phiệt mỹ mới nhúng tay vào mai anh đích thân lo việc lấy tiền hàng lý long thân thì sắp xếp các chi tiết tẩy xóa sự tham nhũng ở ngân hàng đài loan hồng kông singapore philippines guam Mai Anh thỉnh thoảng dùng lý do che đậy là đi thăm con ở châu Âu để bỏ tiền vào một ngân hàng hay biến nó thành đồ nữ trang. Trong một chuyến đi như vậy vào năm 1972, Mai Anh đã mua một villa ở Thụy Sĩ. Việc buôn lậu ra nước ngoài là đáng trách nhưng ít gây hậu quả cho cuộc chiến. Buôn lậu trong nước gây chết chóc, kéo dài cuộc chiến tranh và giúp sức trực tiếp cho Việt Cộng. Hàng không Việt Nam, E Việt Nam, từ Sài Gòn bay đến 11 thành phố châu Á nằm dưới quyền điều khiển của Nguyễn Tấn Trung con trai chung là chồng con gái thiệu các khoang chữa hàng của máy bay E việt nam từ tokyo hồng kông singapore về đều chất đầy hàng rượu thuốc lá son phấn hàng điện tử cúc áo đồ dùng phòng ăn hầu hết những thứ nhất lọt qua khoang chở hàng đều có mặt trên các chuyến bay phản lực về việt nam được biết là dei theo chỉ thị của vợ thiệu hàng về binh sĩ sài gòn bao quanh máy bay đông nghẹt họ bốc xuống xe nhà binh những thùng rượu pháp hàng nhật Hồng Kông trước con mắt của khách nhìn qua cửa sổ. Sự tham nhũng của Thiệu đặc biệt có hại cho Nam Việt Nam kể từ năm 1972 trở đi, khi Nam Việt Nam trịnh trọng trên bờ vực phá sản. Viện trợ của Mỹ giảm, giá hàng lại tăng. Thiệu, đám bạn bè và gia đình Tổng thống mỗi ngày một giàu. Dân chúng thì mất niềm tin ở Tổng thống của họ. Đến giữa tháng 4, khi Thiệu bước sang năm thứ 10 làm quốc trưởng Nam Việt Nam thì sức ép đã quá lớn rồi. Vấn đề không còn là Thiệu có ra đi hay không mà là phải ra đi khi nào và như thế nào. Chỉ có Graham Maun là không muốn Thiệu ra đi. Theo lời một số người trong đám thân tín của viên đại sứ thì Maun cho rằng Thiệu là tổng thống duy nhất mà chúng ta, Mỹ, kiếm được. Cái mà Maun hy vọng là Thiệu chịu thương lượng với Hà Nội để tìm kiếm hòa bình. Maun đã mất không biết bao nhiêu thời gian để thuyết phục Thiệu. Như vậy thì buộc Thiệu phải quỳ xuống van xin thương lượng là để Hà Nội và Việt Cộng nhổ nước bọt vào mặt mình thiệu không chịu và chiến tranh cứ kéo dài. Người Mỹ các ông Ba năm rưỡi qua, kể từ ngày 20 tháng 12 năm 1971, Sài Gòn là hòn đảo kỳ quặc trong chiến tranh, không bị bom đạn đụng đến. Nó có vẻ cách chiến trận một nghìn dặm nên không phải là chiến trường. Nhưng nó đang là chiến trường bởi vì Sài Gòn là trung tâm của vùng chiến trận. Khi Hà Nội bị B-52 tập kích thì Sài Gòn chan hòa ánh nắng, khi lính chết la liệt ở các tỉnh quanh nó thì Sài Gòn bình yên. Đến tháng 4 năm 1975, nó căng thẳng hơn đôi chút. Thế là biết cuộc chiến sắp kết thúc. Cộng sản sắp sửa nhảy lên chỗ ngồi của người lái để làm chủ chiếc xe. Chiến tranh đang đến gần Sài Gòn. Tiếng nổ kho đạn ở Biên Hòa có thể nghe thấy được. Cản trở duy nhất cho sự dàn xếp hòa bình trước khi khói lửa chiến tranh bốc lên ở Sài Gòn được xem là thiệu tiếng rít lên đòi thủ cấp chính trị của thiệu vang động ngày chủ nhật tương đối yên tĩnh này ở mọi nơi trừ văn phòng lầu ba ở tòa đại sứ hoa kỳ văn phòng ma ân người ta đều chấp nhận là thiệu phải ra đi thiệu hết thời rồi tay tổng thống này còn ngồi đấy thì chiến tranh sẽ đến với sài gòn suốt ngày 20 tháng 4, thiệu ngồi ở hầm trú bom dưới dinh độc lập xế chưa thứ bảy một chiếc trực thăng đáp xuống sân cỏ của dinh từ trực thăng bước ra là tướng 4 sao Cao Văn Viên và tướng 3 sao Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân khu 3 bao quanh Sài Gòn. Gặp được Thiệu, Toàn đi ngay vào trọng tâm, thưa Tổng thống, cuộc chiến kể như xong. Toàn nói vậy. Toàn nắm cuộc họp ấy, Toàn muốn Viên đi theo chỉ vì Tổng thống tin Viên hơn và Toàn muốn Viên làm một nhân chứng. Toàn bảo Thiệu là Phan Giang tiêu tan rồi, điều mà ba ngày qua được giữ kín với Thiệu. Vĩnh Nghi đã bị bắt, căn cứ không quân rơi vào tay Cộng sản. Phan Thiết sụp đổ nhanh chóng. Chắc chắn Cộng sản sẽ quay sang quốc lộ một để tràn xuống, không cần theo đường bờ biển đi vào Sài Gòn. Toàn nói cả chuyện gì đã xảy đến cho mồ mả gia đình thiệu ở Ninh Chữ. Tổng thống tay chân vốn đã run rẩy, mặt mày trở nên trắng bệch khi nghe Toàn nói điều đó. Toàn định ém chuyện này đi nhưng quá nhiều người đã biết. Nghi cũng đã đánh điện về Biên Hòa trước khi rời Phan Giang. Chuyện ủi sập mồ mả tổ tiên thiệu là đầu đề trò chuyện ở sở chỉ huy của Toàn toàn nghĩ tốt hơn hết là nên nói thẳng tin này cho thiệu biết hơn là để ý nghe thiên hạ sầm xỉ. Cả viên và toàn đều ngạc nhiên khi không thấy thiệu nổi trận lôi đình. Viên nghĩ cách để nói rằng mọi chuyện xảy ra là do hậu quả hành động của thiệu. Nhưng thiệu đã quay đi bước vào phòng nghỉ, không buồn bảo toàn và viên về nghỉ. Hai viên tướng tự động bước ra ngoài. Đấy là chuyện của ngày thứ bảy. Giờ đây là chủ nhật. Thiệu đang ngồi im như tượng. Thiệu không nói gì trong 24 giờ qua ngoài câu dặn dò không tiếp ai cả. Nửa ngày thứ bảy, cả ngày chủ nhật và sáng thứ hai thiệu rút vào cô độc, không ăn uống gì mặc dầu trong hầm chứa nhiều thức ăn. Phòng báo chí vẫn loan báo Tổng thống sẽ dự lễ kỷ niệm Hùng Vương vào chiều thứ hai. 400 nhà báo nước ngoài vẫn chờ sẵn để quan sát Tổng thống vào thời điểm khủng hoảng. Cùng lúc ấy, Lê Minh Đảo, chỉ huy sư đoàn 18 ở Xuân Lộc biết rằng thành phố kể như tiêu rồi. Đêm chủ nhật, sáng thứ hai, Cộng sản đã chuyển quân vào để dứt điểm. Lữ đoàn dù Sài Gòn đã xa lầy trong rừng cao su, trung đoàn dự bị của sư đoàn không hy vọng chọc thủng vòng vây nữa. Suốt đêm, tỉnh lỵ bị pháo kích. Hỏa lực tấn công của Cộng sản còn mạnh hơn bất kỳ đơn vị bộ binh Mỹ nào mà đảo đã biết. Tiền đồn xung quanh Xuân Lộc lần lượt sụp đổ. Sau dạng đông, đảo nói chuyện bằng điện đài với sở chỉ huy biên hòa. Biết là Toàn không có mặt tại đó, nhưng đã dặn truyền lệnh giữ Xuân Lộc càng lâu càng tốt. Không còn kiểu ra lệnh của Thiệu là phải giữ bằng mọi giá. Đến nửa buổi sáng thì sư đoàn 18 rõ ràng là tuyệt vọng. Xuân Lộc, biểu tượng từ thủ của quân đội Sài Gòn sắp sụp đổ. Đảo ra lệnh rút bỏ vị trí và chạy. Thiệu cũng bước ra khỏi hầm, tâm trạng âu sầu. Tổng thống đã quyết định rồi, sang phòng phía Tây, lấy giấy bút soạn thảo diễn văn. Thiệu muốn họp với tả hữu tin cậy còn không đầy nửa tá và ra lệnh gọi ma ơn sau một giờ nữa có mặt ở dinh Tổng thống. Các nhân viên quanh Thiệu nhanh chóng loan truyền tin Thiệu sắp sửa từ chức một nhà báo Mỹ bèn gọi một cú điện thoại đến hỏi Ma ơn. Thế nhưng đại sứ lại hiểu Tổng thống hoàn toàn trái ngược. Theo lời Ma ơn, Thiệu có ý định ở lại chức vụ và đang chống cự với mọi nỗ lực tìm cách phế chuất y. Qua truyền hình, Thiệu có ý định đòi hỏi bỏ phiếu tín nhiệm và Ma tiên đoán là Thiệu sẽ thắng. Bài diễn văn của Thiệu nói trước đám viên chức là những lời lẽ quyết liệt. Nó được đưa lên truyền hình lúc 8 giờ tối. Tổng thống nói tình hình thật khẩn cấp, gần như phải rút lui đến dinh độc lập. Nếu người Mỹ chỉ cần can thiệp như họ đã hứa thì Nam Việt Nam đâu đến nỗi nào đang phải đương đầu với nguy cơ sắp mất thủ đô." Thiệu cả gan nói láo rằng, cái gì đã xảy ra ở vùng Cao Nguyên là do quyết định của viên chỉ huy quân khu 2. Lệnh rút lui của cấp chỉ huy quân khu 2 tất yếu dẫn tới việc mất quân khu 1. Khi Mỹ rút khỏi Nam Việt Nam năm 1973, quân đội Sài Gòn đã mất 63% sức mạnh quân sự." Tổng thống ngừng nói, cắn môi, rõ ràng là để cầm nước mắt. Thiệu nói tiếp người mỹ các ông không chịu cho chúng tôi viện trợ mà các ông đã hứa hẹn tức là không ủng hộ chúng tôi nữa thế thì được rồi tôi sẽ ra đi nếu người mỹ không giúp đỡ nam việt nam nữa hãy để họ ra đi cút đi hãy để họ nuốt hết những lời hứa của họ thiệu thay đổi giọng điệu nhanh chóng và tuyên bố từ chức dân chúng thở phào nhẹ nhõm trước sự từ chức của thiệu con người bị khinh miệt nhất trong đất nước đã bước xuống chấm dứt nhu cầu đảo chính nhưng khả năng thương lượng vẫn mong manh chẳng có cách gì để lấy lại đất đã mất. Ít ai cảm thấy quân đội Sài Gòn có thể bảo vệ nổi phần còn lại của Nam Việt Nam. Vậy mà định thương lượng tức là sẵn sàng quỳ xuống để đối phương nhổ nước bọt vào mặt. Bộ đội Bắc Việt Nam tiếp tục đổ xuống theo các quốc lộ hướng về Sài Gòn, sư đoàn nối tiếp sư đoàn, đặc biệt ở phía Bắc và Tây Bắc xuống. Trong phần lớn đoạn đường, họ ngồi trên xe tải và xe tăng. Một chỗ giao lưu quan trọng là Đồng Xoài, cách Sài Gòn 35 dặm về phía Bắc. Tại đây, điểm giao nhau giữa các cánh quân xuất phát từ đường mòn hồ chí minh từ vùng biên giới campuchia từ vùng đông bắc nơi các sư đoàn chiến thắng ở cao nguyên đà nẵng và nha trang đổ về sài gòn xe vận tải nối tiếp nhau đi ngang qua đồng xoài nơi trước đây có một trại lính mũ nồi xanh của mỹ đã bị tràn ngập các loại xe chuyên môn cũng đã quá nhiều không thể đếm được chúng chở cầu kéo pháo chở xăng cho xe tăng và các loại xe khác một công va kéo dài ba ngày xuất phát từ các dãy núi nó được gọi là Trường Sơn, đặt theo tên vùng cao nguyên mà nó đi ngang qua. Công hoa hầu hết là xe vận tải mới của Bắc Việt Nam mà theo như những người lái chúng cho biết là mang đủ đạn cho trận đánh một tháng. Cuộc vây hãm Sài Gòn đang được dựng lên. Từ Đồng Xoài, hàng trăm xe tải thẳng hướng Tây, tiến về Tây Ninh, Bình Dương. Những chiếc khác đi thẳng hướng Đông theo quốc lộ 1 đến Biên Hòa. Hàng trăm chiếc khác xuôi những con đường ít ai biết đến để ra Vũng Tàu và bờ biển vòng vây đặt quanh Sài Gòn không phải là một vòng tròn nhưng toàn vẹn và chặt chẽ. Thậm chí cả về phía Nam, nơi còn một chút kiểm soát của quân đội Sài Gòn, Cộng sản vẫn đang đi vào vị trí để vây bọc và cắt đứt liên hệ giữa vùng châu thổ với Sài Gòn. Máy bay của không quân phần lớn chẳng có thể tìm ra các công hòa. Giả dụ dân chúng tìm ra thì cũng chẳng đủ máy bay rồi dù có máy bay cũng chẳng có phi công nào liều chết bay đi khi đã nhan nhản tin đồn về loại tên lửa phòng không vác vai tuyệt diệu SA-7 xuất hiện trong đội hình các đoàn quân ấy. Trong tầm pháo của Sài Gòn, Bộ đội Công binh Cộng sản đặt một chiếc cầu trong vòng không đầy một ngày. Với nó, hàng tá xe tăng, đại bác hạng nặng và mấy chục xe vận tải vượt sông Đồng Nai để tấn công Sài Gòn từ hướng Tây. Khoảng chừng hơn 10 sư đoàn đã bao quanh Sài Gòn và nằm im chờ lệnh tấn công nửa tá các sư đoàn khác đang đứng sau lưng họ, sẵn sàng bổ sung cho tuyến sung phong. Về phía Bắc và Đông Bắc, Cộng sản ở trong vòng 20 dặm đối với thủ đô. Về phía Đông, họ cách chừng 30 dặm. Về phía Tây và Tây Nam, sau khi thiệu từ chức, Cộng sản đang thay đổi đội hình nhưng cũng chỉ cách Sài Gòn vào khoảng 30 đến 35 dặm. Đến ngày 26 tháng 4, Sài Gòn là mục tiêu nằm trong tình thế đợi phía bên kia bấm nút. Người Mỹ các ông lừng khừng không di tản sao được nữa trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi